Hello, xin chào tất cả các bạn, và shop mơ sướng.vn đang có giảm giá 50% tại mục ắc liên quan từ tròn nhá mọi người. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn vào phần được giảm 50% nhá. Các bạn vào có hai phần nạp Momo được cộng 20% này, và ắc liên quan trắng thông tin các bạn nhé, hoàn toàn trắng thông tin nhé. Nếu các bạn mua về mà không trắng thông tin thì mình sẽ đền 200% số tiền các bạn bỏ vào nhé. Và các bạn có thể thấy rằng là nick thông tin trắng này, các bạn mua về đổi mật khẩu hoặc thêm số điện thoại vào nhé. Truy cập website acodgalena.com để đổi mật khẩu và thêm số điện thoại nhé. Đấy, các bạn thì nhìn thấy là nick 3.5 triệu thì bây giờ chỉ còn 1.5 triệu này. Đấy, 1.7 triệu, 1.5 triệu ATM, 1.7 triệu card. Nhưng mà các bạn nạp Momo các bạn sẽ được cầm thêm 20% nhé. Đấy, các bạn hãy nhớ cho mình cái điều đấy. Rồi, các bạn hãy nhìn này đấy. Đây là cái thâu như tất cả đều giảm 50% các bạn nhé. Các bạn hãy nhớ vào đến nick 4. Đích 1 triệu bây giờ chỉ còn 450.000 này đấy, các bạn hãy nhìn nhé. Và đừng quên rằng hãy vào shop mơsướng.vn để chọn mua nick chính chủ của mình nhé. Không có một web shop khác nào nữa đâu. Các web shop khác đều là lừa đảo, các bạn hãy nhớ mình điều đấy nhé. Ok. Hello, xin chào tất cả các bạn, và chào mừng các bạn đã quay lại rồi. Xong rồi, xong thằng Thế nó phá rừng mình rồi anh em ơi. Ôi, cái trận này các bạn nhìn bản đồ có kìa. Thằng Eros thằng rừng nó quá cướp luôn bộ đồ của mình. Rồi xong, trận đấu này thì coi như là xin vĩnh biệt cũ rồi. Rồi, đâu đó thằng Eros ăn luôn cái con bùa rồi. Quả này toán này anh em nhá, trận đấu này thì coi như xong rồi. Xác định là nói chung là cực kỳ thọt luôn. Còn không biết thọt cái đồ thì thế nào thì để từ từ để xem nhá. Rồi mình sẽ quay lại ăn con bùa xanh các bạn này. Rồi thằng Thế đi theo anh em ạ. Mình thấy Thế ui chơi cái kiểu gì mà nó đi ngang qua hai cái trụ nhá. Mình về chơi đồng đội của tôi đâu. Ôi, cái gì mà Thế này, tao thách mẹ là con bùa, tao thề luôn mẹ là cho mình 10 tỷ luôn. Ôi, rồi trừng phạt 1, 2, 3 bạch. Rồi ngon lành. Ôi, cái game này thì mình nói thật các bạn, nó thọt như con lọt trọt luôn. Đấy, đó một trận đấu thì có 3 giai đoạn các bạn nhá. Đầu game, giữa game, late game thì chắc chắn rồi. Trận đấu này coi như là đầu game chúng ta sẽ bỏ luôn. Và cách đánh trong trận đấu này thì như thế nào ạ? Đây là một trong những trận đấu nó khó nhất trong vị trí đi đường. Bởi vì Karinak là một vị tướng nó bị gọi là bị yếu sức mạnh đi rất nhiều. Và trận đấu này thì, đấy rồi, thằng mít thì bỏ quái rừng rồi. Cái gì đấy rốt, đừng nói là bay vào. Ôi trời ơi, nó chơi thế này lắm đấy ạ. Cái gì đấy, ôi trời ơi, ôi cha, ôi xô. Thôi, nói chung là khó hay không thì các bạn nhìn biết rồi. Đây là một trận đấu nó rất là mệt. Nói chung ra đâu game các bạn biết rồi. À, cái cách khắc chế này thì ra đâu game thì bây giờ đi phán đâu. Rừng thì hết nè, đường thì chả có. Thế bây giờ còn đúng một con quái nhỏ thì mình phán biết làm gì đâu anh em. Đấy, chả biết làm gì cả. Rồi, khi các bạn gặp cái thể trần này các bạn này, chắc chắn cái tên bùa thứ hai các bạn nhé. Cái tên bùa thứ hai là cái con bùa đỏ, mình sẽ ăn cái con bùa đỏ trước. Mình sẽ nghiên cứu rằng mình sẽ phán đoán là cái con bùa nào trước thì nó sẽ ăn con bùa đỏ trước, để chính là con bùa đỏ nhá. Con bùa đỏ chắc chắn mình sẽ gầm nhắm, nhưng cái con bùa xanh là cái con trái hại. Cái con bùa xanh chuẩn bị ra thì chắc chắn luôn thằng Thế nó sẽ vào tiếp. Và chúng ta làm thế nào ạ? Chúng ta sẽ từ từ bình tĩnh từ phám xong người ta. Thằng Thến vào thì giỏi lắm, tí nó sẽ có 2 thằng. Nếu đồng đội biết chơi tốt ấy thì tí mình sẽ phản gánh luôn cái phá con bùa. Đấy rồi, cái con bùa xanh thứ hai này. Rá này thằng Thến này. Đấy rồi, từ tao phám cho con này đã, tao kiếm chút kinh nghiệm rồi. Thằng Thến vào nhá. Thằng Thến vào thì giỏi lắm, tí mà có 2 thằng, tí mình có Richter này. Violet đâu rồi? Vào đây nào. Richter đâu? Đấy rồi, bắt thằng Thến luôn, bắt luôn, giết luôn. Giết thằng Thến là đây, tao thề luôn, tao có chết tao giết mi nhá. Thằng Thến tao có chạy đâu, đấy, rồi, tao địt, tao có chết tao mà giết mi mà. Đấy, ngón lành anh nào chưa, tiếp tục chưa, ba hồi này rồi. Thằng nào thằng rát, từ từ bình tĩnh, binh là con bay chạy đâu, từ thế một màn ngón chưa, các bạn thấy ngón chưa. Ôi thằng này cho té kìa, nè một chút đấy. Các bạn phải biết khi chúng ta bị cướp rừng ấy, đặc biệt cướp hai con ấy, thì chúng ta phải phân tích rằng con nào sẽ ra trước. Và vừa rồi thì con thằng Eros nó ăn con bùa đỏ trước, thì mình sẽ tập trung ăn con bùa đỏ. Chứ nếu các bạn mà cứ khăm con bùa xanh mà các bạn không biết được thời gian bùa của mình ra vào cái giờ nào ấy, các bạn sẽ chơi bì đồng. Mà đã bì đồng thì các bạn chấp nhận rồi, ăn con bùa đồng. Ủa dồi ôi, chép bay vào đồng đổ đạp nhỉ. Đấy, các bạn phải biết trước cái con nào ra thì chúng ta sẽ ăn con đỏ trước. Chứ không các bạn sẽ thọt, các bạn chơi rừng mà các bạn không biết được rằng cái con rừng bùa của mình, cái con nào ra, cái con nào chưa ra thì các bạn cũng như là sống nhá. Xác định là có những nghỉ chơi luôn đấy. Đấy, hiện tại thì là thực sự là mình bây giờ cũng khá sánh rồi. Bây giờ mình là nói chung là quay trở lại cái trạng thái là gọi là không thọt. Đấy, nhờ vào một cái pha cái pha này chúng là chắc chắn đâu, cái pha chắc chắn là thằng Thiên không có đồng đội cố đâu. Đấy, nó va bắt lẻ cái pha này rất là tuyệt vời để các bạn nhá. Nhưng nếu gặp một cái trận đấu mà thằng Thiên cố đồng đội được nó vào ấy thì cái pha này như nào ạ? Như nào?
chắc chắn phải bỏ. Đấy, thực sự là đây một trận đấu đánh đơn, cho nên cái việc mà chúng ta bị ốp tập thể đấy là không có. Nhưng nếu chúng ta mà đi đông đội tầm 2 đến 3 người, chúng ta bị ốp như vậy, thì cách phù hợp để đổi đâu lại cái pha đấy là phải bỏ nhá. Phải bỏ luôn cái con bua thứ hai để mà tập trung đi phám ở cái đường khác bằng những cái con lính ở đường. Hoặc là chúng ta gọi là kỹ năng hơn là các bạn quá ngược cái rừng của nó luôn. Nếu mà nó cốn thằng rừng nó quá thì mình sẽ quá ngược lại cái rừng của nó. Đấy là cái cách khắc chế. Nhưng trong mỗi trận đấu thì nó có xảy ra hàng nghìn tình huống, nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc chế cái tình huống này. Đó chính là chúng ta cái pha này thì mình xin bình biệt cũ đó. Ôi cái pha này toáng quá anh em, mình định bay thằng rát thám đấy, mình bay thằng rát thám đấy, cho bay cái thằng hay cho té pha để là mình sống ạ. Nhưng mà cái pha thôi không sao, chấp nhận. Đấy, mình sẽ nói là cái tình huống vừa rồi mình chơi như thế nào. Mình biết chắc khi mình bị cướp rừng ấy thì team địch nó sẽ quá, hoặc là thế là sẽ quá cái con bua xanh, hoặc là quá một cái con bua của mình. Mà cái con bua đỏ thì nó ra sớm, cho nên là team địch sẽ chọn ra bua xanh. Thì cái pha vừa rồi thì mình chọn cách là mình sẽ giết thằng Thến cái pha đấy, và mình lật được kèo cái pha đấy. Cho nên là đây là một cái tình huống nó chung khó đâu game, mà lại dễ ở tâm ở cuối giờ game. Bởi vì thằng Thến nó kiểu rất là kiểu là chủ quan cái pha đấy, cho nên mình đã sánh được một chút. Bây giờ thì trận đấu đã mang tới cái thể cân bằng thôi. Thì khi thể cân bằng đối đầu với các vị tướng này thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Chứ các bạn đừng vội vui mừng nhá. Đây mới cân bằng thôi. Thì cân bằng khi chúng ta chơi Karinak là một vị tướng nội yếu ở trong cái mùa này rất là nhiều. Karinak phiên bản này rất là yếu, cho nên thực sự là rất ít người chơi Karinak là cái điều rất là dễ hiểu thôi. Ôi thằng rát kìa chạy rồi. Đấy, cho nên Karinak sẽ phải làm gì trong đội hình này? Rồi chúng ta sẽ phân tích. Chắc chắn rồi, Karinak ở giai đoạn này thì chúng ta sẽ tập trung vào những vị tướng máu dày nhất. Karinak không có cơ hội chọn những vị tướng phun máu. Đây pha này bay. Ôi láng kìa, ôi rồi láng chết pha này. Oán nha. Máy thật anh em ạ. Tự nhiên nó láng cái pha đây. Đấy, thằng Eros thì nó lên Dew Leviathan thì không thể nào bay vào được. Thằng Thên thì coi như là phải né nó. Thằng Flo thì hiện tại chưa ăn được. Thì chỉ còn hai mục tiêu, đó chính là Hayate và thằng Rat. Nhưng Hayate và Rat thì cũng không thể nào là ốm một combo của nó chết được. Thì cái việc chơi này chọn mục tiêu rất đơn giản, đó là chọn thằng nào dưới một nửa cái máu trừ thằng Thên thì các bạn nhảy vào. Còn không thì các bạn khuyến các bạn chưa nên lao vào combat vội, mà chúng ta phải chờ. Đấy, Karinak không thể nào mở combat được, chắc chắn thôi. Các bạn pick Karinak ở khi mà bị thọt thế này, các bạn không thể nào là mở combat được, nên các bạn phải chấp nhận chờ team. Và nôm na là phải phụ thuộc vào team, chờ team combat hoặc đánh nhau một chút thì nó sẽ vào sáu các bạn nhé. Đấy, cái pha này thì mình sẽ tập trung đi phám. Các bạn hãy nhớ rằng các bạn là người đi rừng phải phám tận dụng những con lính mà đồng đội các bạn bỏ nhé. Nếu các bạn không phám thì các bạn là một người đi rừng rất là yếu. Các bạn phải để ý map đây được mít này, các bạn thấy chưa? Quả mít rồi thằng cái lính mới còn ra phám hay không? Thì không biết được cái phá này bắt thằng Flo này. Rồi, một sọc. Rồi, Flo làm gì? Chọc đi. Không kịp chọc hóa các bạn nhé. Đấy, rất ngon lành bắt lè một thằng rồi. Đấy, tí mình đang đánh nhau phía dưới, mình sẽ quá đảo một chút vai ba con lính mít cái nào từ từ. Phí phạm lắm đấy, 100 mấy vàng đấy. Giết một thằng tướng được 199 nó 200 vàng. Ăn con quái to là băng luôn mất mạng. Rồi, cái pha này mình sẽ bọc hầu phía sau một chút nhá. Không có ai, đây là khả năng thằng kia ở trong bụi này. Hình như thằng Eros. Rồi, không có. Thì mình phá tiếp. Tập trung phá tiếp nhá, các bạn bình tĩnh nhá. Đấy, được phá cho mình. Bình tĩnh, không vấn đề hết, không có gì vội vàng ạ. Rồi, phá xong thì làm gì? Quay lại, từ từ tìm mục tiêu. Thằng hai giờ té đi ăn mít rồi, mình sẽ từ bay vào đây quả thằng nào. Rồi thằng Thế rồi, thôi mình sẽ té chim cút phát ăn tạm một quả này. Bình tĩnh nhé, chúng ta phải hết sức bình tĩnh nhé. Bởi vì hiện tại thằng Karinak build đồ ngay dưới, thằng Karinak 2 build đồ này nhảy một phát một vị tướng chết. Nhưng phiên bản này không có cái chuyện đấy đâu các bạn nhé, cho nên chúng ta không được vội vàng. Từ từ, thằng Eros chiếu 3 rồi, còn chút máu đấy rồi, mục tiêu của mình đây rồi. Eros, thằng Rat, ôi bay thằng Rat nào. Rồi xịt rồi, lui về một chút, hết combo là chạy. Đây, về phá một chút thủ cái limit cái nào. Thằng hay té đây rồi, bình tĩnh nhá. Thằng rát này lao lên chứ, một thằng rát. Ôi xịt rồi, còn chưa ba, lui về một chút, bình tĩnh. Thằng hay té này, rồi bay vào, từ từ thằng hay té nhá, phải bay vào hay té, không được vào Thế nhá. Các bạn hãy nhớ mình này, không Thế không được. Khi thằng Thế này tàu giết mình chết luôn, tao sợ mình rồi. Thằng Thế cho này, thằng Thế này nó là một cái thằng trâu bò, nó đánh rất là khó chịu các bạn nhá. Đấy, những cái pha tình huống kiểu không con đâm đồ của nó nữa thì mới được dồn thằng Thêm, còn không các bạn tuyệt đối không bao giờ. Ôi thằng Eros, rồi tao từ bình tĩnh, con bay thằng nào nữa không? Rồi còn mình thằng Eros thì nhảy vào nó luôn. Đấy các bạn nhá, nhớ nhá, các bạn hãy nhìn cách mình lao vào thằng Thêm và thằng Eros này, khi nào mới bay vào ạ? Từ từ để mình chọc con Flo phát này một chút. Rồi từ từ, Flo đâu? Tao còn mới bay thì chúng tôi này.
Con băng xương nhá, con băng xương. Rồi, từ từ, lui chiêu 2, quá tường phát nào. Từ từ, bình tĩnh đấy. Lui bình tĩnh, chiếu 3 con, thằng nào. Bay tiếp, thằng 2 giới té, hiện tại mình chiếu bay vào rồi. Đặt rồi, thôi, lui về một chút. Đấy, không có vấn đề, con bắt. Các bạn phải bình tĩnh, nó thực sự bình tĩnh. Và mình sẽ nói các bạn cách mà mình bay vào thằng Thến và thằng Eros. Khi nào mình bay ạ? Khi không còn đồng đội của nó hỗ trợ hoặc không có hai vị tướng lên thì các bạn sẽ được dồn thằng Thiên hoặc thằng Eros. Tại vì sao như vậy? Bởi vì đó là những vị tướng rất là khó giết các bạn nhé. Đặc biệt thằng Flo cũng như vậy luôn, rất là khó giết. Mà đã khó giết thì chúng ta chỉ bay vào khi tím địch không còn một thằng nào bên cạnh. Cái gì Eros này? Tao còn chưa bá này. Ôi trừng trật máy, ôi trừng phạt máy vẫn còn. Thiên quá, nó có trừng phạt là mình chết phải đấy đấy. Đấy, các bạn hãy nhớ mình điều đấy. Ôi giời, cái gì em mi hết chiếu thì mi làm gì Flo? Bay hết chiếu đây là lên đây làm gì? Không làm anh em hóa đâu. Đây là cái tình trạng chúng đấy nhá. Hóa đâu cái gì? Tôi chơi nhiều khi mà ló tổng chả để hóa đâu. Nhưng huống gì ống cái phá để cái hóa đâu ra. Đấy rệt như vậy nó còn chiếu thức đâu nữa đấy. Gặp như cái phá này thì không biết các bạn có dám quay lại như mình không. Nhưng thực sự đôi khi các bạn chơi game các bạn phải tính ý hoặc nhanh nhảy một chút. Các bạn sẽ thấy được đối phương còn chiếu thức nào không. Thì các bạn sẽ ấy cho cái con cái phá để mà nó con chiếu 3 chiếu 1 á. Thì nó thật là nó phá mình tìm người luôn. Đấy. Rồi. Đây là giai đoạn tầm cuối giờ game và late game. Thì Karinak nó sẽ làm gì ạ? Chắc chắn rồi. Khi Karinak late game, ở trong mùa này thì late game Karinak nó có quyền nhảy một con bói chết một vị tướng. Cho nên các bạn sẽ chơi theo cách ra vào mục tiêu khác. Đấy rồi, thằng Eros một mạng. Đó là chúng ta sẽ ké được những vị tướng full máu. Như thằng Flo chẳng hạn. Khi mình cảm thấy thằng Flo rất yếu thì mình có thể nhảy nó một combo chết luôn. Chẳng hạn những pha này này, từ từ nhảy nhặt hóa nhặt hóa chúng tôi này, nhặt hóa này. Đấy. Có thể là bắt lẻ được rồi các bạn nhá. Khổ lắm anh em, Karinak mùa này nó chán. Kính khủng chán đấy. Karinak ngày xưa nó kiểu vào cái giai đoạn giữa game nó thì bắt lẻ thôi. Không phải trận đấu này mình thọt đâu các bạn nhá. Không phải đâu. Chứ các bạn đừng có nói là gió anh cơn lao thọt anh làm gì đủ đô mà bắt lẻ. Không phải. Cái lượng sát thương Karinak phiên bản này nó rất là yếu cực kỳ yếu luôn. Cho nên là nó không thể nào bắt lẻ dừa game như trước. Ở phiên bản mua trước ấy thì Karinak nó rất là bá đạo, một nhảy đã chết một vị tướng ở dừa game rồi. Nhưng để đạt cái điều đấy thì Karinak phải chơi đến late game các bạn nhé. Đấy. Cái gì đấy Eros? Ôi mi solo tao mày lần mi thua mi chưa chịu à? Cái gì tao còn chưa bá tao chạy á? Này, tao nhảy mới này. Tao nhảy chứ ổ rồi. Bật luôn cái giáp hồi sinh nó đau. Chứ một nó thả một kính cống nó mày đau chứ. Đấy, tao cũng sáng vấn đề hết. Đấy. Bây giờ late game rồi. Cái giai đoạn late game rồi thì mình sẽ cố gắng phân tích cho các bạn hiểu này. Cái mục tiêu chúng ta sẽ nhìn vào team địch thằng nào mạnh nhất, gây ra thương nhiều nhất, chúng ta sẽ ké mục tiêu đó. Thằng Rat thì mình nghĩ là không. Thằng Flo rất yếu. Eros thì mình nghĩ là nó sẽ quấy team mình một chút thôi. Thằng Thiên thì bỏ qua đi. Rồi có thằng nào nữa? Còn mỗi thằng Hayate các bạn nhé. Cái mấu chốt là thằng Hayate. Hayate là một vị tướng mà mình sẽ nói thẳng luôn là để mà đối đầu với Hayate, điệp nát rót con rất là khó bậy, còn khó bắt thằng Hayate. Chứ không phải nói các vị tướng khác. Hayate là một vị tướng xạ thủ, nó an toàn bậc, một trong những vị tướng an toàn nhất để chống lại sát thủ, đó chính là Hayate. Tại vì sao lại như vậy? Nếu nó có tốc biến thì nó có 3 cái lần chiếu chạy. Thì mình hỏi tất các bạn, chả có năng nào mà bắt được nó. Mà không có vị tướng nó dồn một tích tắc kết của Hayate cả. Cho nên Karinak là một cái sự lựa chọn. Karinak là một vị tướng nó bắt Hayate rất là tốt các bạn nhé. Bắt rất là tốt bằng cái cách là khi các bạn bay cho ba quanh Hayate thì Hayate nó sẽ lướt đi và thằng Karinak có thể rệt đuổi được nó. Cho nên Karinak là một vị tướng bắt Hayate rất tốt. Mà đã bắt Hayate rất tốt thì sẽ như nào ạ? Thì sẽ kẻ nó cho tí mình thôi chứ. Các bạn hãy nhìn tí mình đi. Thằng nào bắt được Hayate? Không có thằng nào bắt được thằng Dio mà. Cái gì? Lao lên nó bắn cho chết. Thằng Victor thì không thì ốm quấy thôi. Đấy rồi, đấy các bạn thấy chứ Hayate cực kỳ khó chịu. Đây, bắt. Đấy, đơn giản chứ các bạn. Đấy, chỉ có mình bắt. Ôi giời, thôi thay mày ơi. Đấy, chặt cái thằng Flo này. Ôi, reset tiền giàu thế. Còn thằng Thế này, tao giết mới chết luôn. Tao thách mày lên đây luôn. À, có đồng đội à, thằng Thế có đồng đội à. Không có đúng không? Từ có. À, không có. Cái thằng cha này. Ôi, Eros anh em mới chạy thôi. Ôi, xót luôn. Mày em bị lừa anh em ạ. Đấy các bạn thấy chứ. Cái thằng Thế này là cái thằng Bảo Hải. Nhưng mà mình cay lắm. Mình cay nào các bạn ạ. Mình xin phép các bạn mình giết thằng Thế thôi. Bỏ qua tất cả cầm nắm, mình phải giết chết thằng Thế. Đấy cho mình xin các bạn một cái phá cá nhân này. Mình cái thằng Thế một kỳ luôn. Rồi tao phun máu đó, một thằng Thế rồi. Thằng Rat này một nhảy. Cái gì, làm gì, ôi ôi không chết anh em ơi. Rồi còn thằng Thế, anh em ơi, thằng Thế này. Rồi thằng Rat chết rồi đấy.
thằng thế tàu giết mình chết đúng tàu sọc mình đi cái gì tàu thách mình giết tàu 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 cổ tổ vừa trở cái liêm của mình bay nhánh về trời khổ lắm mà chúng vừa xin anh em một cái phá cả nhận được cái đang thấy cực kỳ cái đang thấy luôn cái nào nó cái đè mình từ đâu đến cuối game khổ thế chứ. Rồi let's game thì như mình đã phân tích rồi, giết được Hayate là chúng ta huy combat, nhưng làm sao để bắt được Hayate thì cái điều đó là cái điều rất là khó mà không phải ai làm được đấy. Thì đơn giản thôi, phải chờ, chúng ta phải chờ nó với dấu sai đi. Chúng ta không được để thằng Hayate coi mình là một cái đối thủ quan trọng để nó luôn luôn nó né mình, cho nên bắt buộc các bạn phải luôn luôn là không cho thằng Hayate thấy sai các bạn, hoặc để cho đồng đội mình quấy nhiều thằng Hayate, để Hayate không quan tâm đến bạn thì các bạn sẽ dùng cho bạn để tiếp cận nó. Đấy là cái cách mình bắt Hayate. Rồi cái pha này thì ủa rồi Violet mình chết rồi, Bati mình chết luôn hai thằng ạ. Ôi trời ơi, cái pha này như nào đấy anh em ơi, cái pha này như nào đấy. Rồi thằng Richter còn sống không? Rồi còn sống. Cái Kali về đi trời, sao dài vậy trời, đến cái giai đoạn game này rồi mà vẫn còn đứng ở cái trụ mít thì nó kiểu gì mà chả bắn. Ôi chao, ôi giang rồi, rồi bay luôn rồi, toán luôn cái giáp hồi sinh mình rồi. Ôi giời, ôi giời, bảy cái giáp hồi sinh thật là bảo hại mình thật. Ôi mình bán nhầm cả đô luôn anh em, mà bán luôn cả phức hợp kiếm rồi kìa. Ôi ơi cao, thằng thến tao giết mình chết. Tông thằng thến cày thật đi. Rồi hay cái té này, từ các bạn nha, chưa bá này, cái gì đấy tao thách mình cày hay té rồi nè. Bạch rồi, đừng im, chưa một chập nữa cái này, chưa một rồi, thằng nó máy nó hết nồi nắng đấy. Rồi thằng thến tàu thách mới chạy, đừng đưa má đừng, tàu xin mới cho tao giết nó cái. Ui trời ơi, rồi xong. Đấy thì vẫn chưa làm được gì đâu các bạn ạ, gió là gió kiểu cho giúp quét sạch nữa thôi, nhưng mà kiểu là chúng ta phải cần một phá combat cuối cùng nữa, mà cái phá cuối cùng thì bắt buộc phải giết thằng Hayate tiếp tục các bạn nhé. Đừng ai chết lẻ này, hy vọng các bạn đừng ai chết lẻ này, các bạn mà chết lẻ coi như sóng phim luôn đấy. Đấy thì nói chung là cái mục tiêu của mình thì bắt buộc phải giết thằng Hayate thôi, cái điều đó là cái điều không thể tránh khỏi. Đồng đội mình không ai giết được hết, các bạn nhìn đi, team mình không ai để tiếp cận được Hayate ngoài mình, cho nên cái nhiệm vụ mình rất là cao. Cho nên mình sẽ từ từ bình tĩnh, giấu sáng một chút, hơi lộ sáng rồi, Hayate 6 giây ra. Mình sẽ cố gắng. Đây, phán ra cái phán này, mình sẽ nấp sáng này, ẩn sáng chi thuật này. Rồi thằng Eros chết rồi đấy, Eros chết rồi đấy. Từ từ, Flo lao lên, Eros, rồi một mạng, thằng Flo, đây, nhảy Flo phát này, một mạng, rồi từ từ thằng Rat. Rồi xong, win luôn, đây, win luôn, xong, xong, ngon lành. Ôi, thằng Hayate này, tự nhiên lao lên làm gì vậy? Ui, chưa bán rồi, thì con chi nữa rồi, bán phát rồi, lại tao có mới chạy đâu với chúng tôi. Rồi, win nha. Đấy. Thực sự là trận đấu này thì nó kiểu cảm giác nó hơi thuận lợi cho mình một chút, cho nên là hy vọng các bạn xem clip này thật kỳ nhá, để có thể là vượt qua được những thọt cái lọt trọt này. Rồi mình nghỉ clip kết thúc rồi, và xin chào các tất cả các bạn nhá, và tất cả các bạn em mà yêu, bye bye. And it's only 1%. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic.